và bây giờ Mỹ Linh xin được phép nói chuyện với chị Jessie Phạm đến từ Văn phòng Thương mại Việt Mỹ. Chào chị. Dạ, chào chị. Chị có thể giới thiệu cho quý khán giả biết là Phòng Thương mại Việt Mỹ của chúng ta có nhiệm vụ như thế nào để giúp cho cộng đồng? Dạ, xin kính chào quý vị. Em thì em làm với Phòng Thương mại Việt Mỹ là 2 năm nay. Thì trong cái 2 năm nay đó, tụi em giúp cộng đồng Việt Nam mình bằng những cái workshop, seminar và những cái business expo như này. Và tụi em cũng đã từ qua đã làm cái job fair. Thì những cái event mà tụi em có đó là để giúp những cái thương mại, small business ở trong cộng đồng mình để như là những biết về luật lệ, government policy, hoặc giúp quảng cáo, marketing, networking. Trong cái chương trình như hôm nay đó, thì để tụi em collaborate, làm việc với Korean Chamber, cũng chamber thương mại cho người đại hàng, và những cái mà công ty lớn của người Mỹ mà muốn làm quảng cáo trong cộng đồng Việt Nam mình, thì em là cũng là volunteer như là những board of director ở trong cái Phòng Thương mại Việt Mỹ. Thì em muốn là cái sự giúp của em là để giúp cộng đồng của mình Việt Nam mình. Tức là công tờ Phòng Thương mại Việt Mỹ sẽ giúp cho cộng đồng mình biết rõ hơn về những luật lệ để mà làm business ở đây. Rồi cũng như là giúp cho mọi người những cái idea làm thế nào mà để quảng cáo cho có hiệu quả, phải không chị? Dạ vâng, dạ đúng rồi chị. Dạ. Thưa quý vị, cho nên là nếu như quý vị mà có cần thiết mà muốn có những cái questions về những cái luật lệ của thương mại ở Mỹ, cũng như là quý vị mà cần biết một cái đường lối nào mà quảng cáo cho hiệu quả đó, quý vị có thể tìm đến chị Jessie Phạm. Xin chị hãy cho biết số phone của Phòng Thương mại Việt Mỹ cũng như Phòng Thương mại Việt Mỹ ở đâu để mà quý vị có thể tìm đến. Dạ, hiện tại thì tốt nhất là liên lạc Phòng Thương mại Việt Mỹ qua cái mạng website của tụi em là www.vacoc.com. Yeah. vacoc.com, thưa quý vị. Và quý vị hãy thật nhanh lên website, quý vị sẽ tìm thấy mọi thông tin ở đó. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Jessie Phạm. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Quý vị, và bây giờ Mỹ Linh xin được nói chuyện với lại luật sư JJ Kim, là người đã có sáng kiến để mà chúng ta có được cái buổi hội chợ ngày hôm nay. Hi Mr. Kim, please say hi with audience. Hello, hi. So how do you feel today? I'm very excited. I'm very excited. We have a lot of turnout today. And you see we have a lot of people, lots of smell, you know, very nice. Okay, so why do you would like to celebrate this event for the communities of Vietnamese and Korean? Yes, this event we expect that this event will promote both community business. So we help each other instead of compete each other. So that's thưa quý vị, và cái buổi event của chúng ta có ngày hôm nay đó là về tại vì ông muốn là chúng ta có một cái sự connection, chúng ta có sự gắn bó giữa hai cộng đồng này. Như quý vị thấy đã 30 năm qua, cộng đồng Korean là neighbor của chúng ta, là hàng xóm của chúng ta, và chắc chắn rằng là chúng ta cần phải có một cái sự connection để mà chúng ta có thể gắn bó với nhau hơn. And then how do you think about the cultures of but between the Koreans and Vietnamese, really close, is that correct? Yeah, we have a lot of similarity. We are same Asians, and then I like Vietnamese food. Vietnamese people like Korean food. We exchange, so it's really great fun. Thưa quý vị, như ông cũng nói đó là nền văn hóa của hai nước rõ ràng có những cái nét tương đồng. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng thích ăn những món ăn của đại hàng, rồi những người đại hàng cũng thích đồ ăn của chúng ta nữa. So do you like pho? Yes, I like. No, baby girl. Yeah. So we have a lot of things similar, and then so we can connect. Uh-huh. Yes. And then thank you thank for you your much. Idea. Thank you for opening this event. It's really thank fun, you. Really exciting. Thank you. Thưa quý vị, bên cạnh Mỹ Linh là anh Joy, đại diện của công ty Edison. Yeah. Thưa anh, tại sao công ty Edison lại quyết định sponsor cho cái event ngày hôm nay? Dạ, kính chào quý khách. Và kính chào Mỹ Linh. Troy rất là hân hạnh được đến đây để tổ chức một cái buổi hội chợ triển lãm. Và Edison đã ủng hộ cái hội chợ này tại vì muốn đem văn phòng thương mại Việt Mỹ và văn phòng thương mại Hàn Quốc gần với nhau.
để hợp tác với nhau, tại vì thấy là hai cái cộng đồng chúng ta rất là gần gũi nhau trong khoảng cách nhưng không có cái mối liên hệ với nhau, nên muốn tổ chức một cái hội chợ để có thể chúng ta chia sẻ những cái ý kiến hay là những cái phương pháp mà có thể giúp đỡ người khác để thành công trong cái doanh nghiệp của họ. Thưa anh, như vậy thì anh thấy là quan trọng như thế nào khi mà hai cộng đồng Việt Nam cũng như là Korean nắm tay nhau để mà cùng nhau làm ăn, nó có giúp cho hai cộng đồng mình có thể là phát triển hơn ở trong vấn đề kinh doanh không thưa anh? Dạ, tôi nghĩ là rất là hữu ích, tại vì chúng ta khi mà làm việc với nhau đó thì mình có thể mình thành công nhiều hơn là khi mà mình làm việc một mình. Hàng chi hôm nay thì có khoảng 50 exhibitor, 50 doanh nghiệp, và hy vọng rằng là những cái cơ sở của người Hàn Quốc và những cái cơ sở của người Việt mình sẽ dialogue, sẽ chia sẻ với nhau về những cái gì mà họ thấy đã giúp đỡ cái business của họ trong năm vừa qua. Tôi nghĩ là, you know, we can do a lot more together than alone. Yeah. Bây giờ thì mình làm việc chung với nhau nhiều cái idea hơn và chắc chắn là sẽ dễ thành công hơn, phải không anh? Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn công ty Edison đã cùng với ban tổ chức một cái buổi event rất là hay như thế này. Dạ, và Troy muốn nói thêm một điều là Southern California Edison muốn ủng hộ những cái cơ sở qua những cái chương trình có thể giúp đỡ quý vị giảm bớt năng lượng hơn và giảm bớt tiền điện mỗi tháng. Và quý vị có thể tìm hiểu thêm về những chương trình này qua cái website của Edison hay là gọi vào cái số 1-800 trong cái đơn của quý vị, đơn bill của quý vị. Cho nên là những cái doanh nghiệp mà nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện đó, quý vị cứ tìm đến anh Troy là chắc chắn quý vị sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin chào anh, xin hỏi anh. Hello, chào chị, tôi tên là Phil Đông. Hey, hi, what's your name? Linda Lee. Thưa quý vị, đây là chị Linda Lee cũng như là anh Đông rồi ấy. Anh Phil Đông là nhân viên của công ty Farmer Insurance, một công ty bảo hiểm rất là quen thuộc với quý vị. Và thưa anh, tại sao Farmer Insurance lại chọn cái event ngày hôm nay để mà chúng ta có một gian hàng ở đây? Dạ, chúng tôi chọn hôm nay để có gian hàng hôm nay tại vì chúng tôi muốn show cho cộng đồng Việt Nam biết là chúng tôi rất là quý cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi muốn show cộng đồng Việt Nam là những cái gì công ty Farmer có thể làm được cho cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi có nhiều cái product để mà phục vụ quý vị những gì quý vị cần, hoặc là show quý vị thấy là how we care, là chúng tôi quan tâm quý vị như thế nào. And then Miss Linda, so how important when we have connections with the Korean community? Well, we have many Vietnamese and Korean agents in the community, so I think it's important for us to show our commitment to those agents to help them build connections within the community to build their business and just to give back to the community overall. Thưa quý vị, như chị Linda có nói đó là rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều những người Việt Nam cũng như là những người Korean cũng là agent của Farmer Insurance, và câu hỏi đặc biệt là Farmer Insurance cũng chắc chắn là cũng có rất là nhiều người khách hàng Koreans, right? So you have a lot of Korean customer. We have plenty of both. Cho nên là rõ ràng là Farmer Insurance cũng sẽ là một cái cầu nối giữa những người khách hàng người Việt cũng như khách hàng Korean. Họ đến đây để mà thấy được chúng ta thấy được một sự gần gũi của hai cộng đồng này, và Farmer Insurance chắc chắn là sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị nếu quý vị cần đến bất kỳ một cái bảo hiểm nào cho gia đình mình. Xin mời quý vị hãy lựa chọn Farmer Insurance. Xin cảm ơn quý vị. Thank you so much. Thưa quý vị, và bây giờ Mỹ Linh sẽ rất hân hạnh được phỏng vấn một người là bà Ly, là chủ nhân của một hệ thống nhà hàng rất là ngon, Tofu House, mà chắc chắn là quý vị đã từng có lần thưởng thức rồi. Và bây giờ Mỹ Linh xin được phỏng vấn bà, và dĩ nhiên là Mỹ Linh rất tiếc là không có biết nói tiếng Đại Hàn để có thể phỏng vấn, cho nên là Mỹ Linh rất hân hạnh có được một người thông dịch cho Mỹ Linh ở đây. Yeah, hi Miss Ly. Hi, nice to meet you. Và thưa chị, xin hỏi chị tên gì? Dạ, tôi tên là Kim Eun Joo. Cảm ơn chị là người thông dịch cho chúng ta ngày hôm nay. Thưa chị, em muốn hỏi bà Ly đó là cái hệ thống nhà hàng của bà đã có mặt trên thị trường bao nhiêu lâu rồi, và bà có nhiều khách hàng người Việt Nam đến với nhà hàng của bà hay không? Việt Nam 분들이 많이 오시고 또 몇 개의 브랜치를 가지고 계시는지요? 네, 북창동 순두부는 현재 17개의 브랜치가 있고요. 그리고 특별히 그 가든그로브 지점에는 한 70% 정도가 베트남 손님으로 성업에 중에 있습니다.
Chúng tôi thì khoảng 17 chi nhánh và khách hàng Việt Nam nhiều nhất là nhà hàng tại Garden Grove. Yes. Có bao nhiêu phần trăm người khách hàng người Việt tại nhà hàng đó? 70% tại nhà hàng tại Garden Grove. Thưa chị, có thể hỏi bà là bà nghĩ như thế nào về sự quan trọng khi mà chúng ta gắn bó giữa những cái doanh nghiệp người Đại Hàn và doanh nghiệp người Việt Nam? Tôi suy nghĩ rằng các doanh nghiệp thì giao lưu với nhau thường xuyên, không phải là lâu lâu một lần như thế. Như thế thì chúng tôi có thể tìm kiếm phương pháp win-win. Thưa chị thì khi mà cộng đồng người Korean ở đây đó đã có rất là nhiều năm và họ ở trên cái đường Garden Grove đó thì họ thấy rằng là có rất là nhiều, cũng một số cái người cộng đồng Việt Nam cũng làm ăn trên đường Garden Grove như vậy, và họ thấy rằng là những cái business của người Việt Nam ngay tại đó có phát triển hay không? Lần trước là doanh nghiệp Hàn Quốc đã rất là mạnh nhiều, nhưng mà hiện tại thì doanh nghiệp Việt Nam thì chi phối rất là nhiều và thêm nữa là rất là phát triển rất là nhiều. And thank you, Miss Lee. And congratulations for the Vietnam, all the business. I think it's successful the immigration for the Vietnamese. Thank you. Cảm ơn chị. Đại Hàn thì một trong những cái nền văn hóa của họ là nền văn hóa ẩm thực mà có lẽ là rất là nhiều người Việt Nam chúng ta yêu thích, như là những món BBQ Đại Hàn là chắc chắn là quý vị đều là mê, hoặc là đặc biệt đó là một món là kim chi thì chắc chắn là không ít người Việt Nam cũng là biết cách nấu món kim chi ở nhà mình. Đó chính là sự giao lưu văn hóa, giao lưu về ẩm thực cũng là một nét về văn hóa mà có lẽ chính nhờ những cái này mà cộng đồng Việt Nam cũng như là cộng đồng Korean gắn bó với nhau hơn. Và chính những cái buổi event như thế này, chính những cuộc thi như vậy đã nối kết được hai cộng đồng chúng ta là hàng xóm, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ nắm tay nhau để cùng nhau tiến bộ hơn nữa cho sự phát triển của đất nước nói chung và cho sự phát triển của hai cộng đồng nói riêng.